đó chính là kiến thức về các lớp của trái đất. Nào, bây giờ bạn nhìn xem, đây chính là gì nhỉ? Đó chính là mô hình các lớp trái đất. Bây giờ cô sẽ chỉ vào từng lớp của trái đất và các bạn sẽ nói to rõ ràng tên của từng lớp nha. Nào, đầu tiên đây là lớp gì nhỉ? Ở ngoài cùng đây, đó chính là lớp bề mặt. Nào, bây giờ bạn nhìn xem nào, lớp bề mặt bao gồm những gì, các bạn nhìn thấy không? Đấy, màu xanh này chính là đại dương này. Ngoài đại dương ra thì chúng ta còn nhìn thấy đất liền. Đất liền chính là phần mà con người chúng ta sinh sống. À, ngoài ra thì chúng ta còn có ô tô, xe cộ hay các loài động vật nữa. Đó chính là lớp thứ nhất của trái đất, đó chính là lớp bề mặt. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào hơn. Lớp thứ hai có màu xanh lá này có tên là gì? Các bạn nói to nào. Chính xác rồi, đó chính là lớp vỏ. Lớp thứ ba các bạn nhìn nó có màu gì? Đó là màu nâu đúng không nào? Và đó chính là lớp áo. Và đi sâu vào trong cùng của trái đất, lớp có màu đỏ, các bạn nhìn thấy rõ không? Đó chính là lớp lõi của trái đất. Và các bạn biết rằng là trái đất của chúng ta được cấu tạo từ đất và đá, nên càng đi sâu vào trong lõi của trái đất thì các bạn thấy rằng là các loại đất đá đó đều than chảy ra. Vì sao nhỉ? Thank you.
có những món quà rất là thú vị sau khi chúng ta